Em ăn đây ạ. Hôm nay em ăn sẽ quay cụ thể chi tiết về cái lô đất mặt đường Bình Hòa 352m² cho quý anh chị mình xem nha. Hôm qua em chưa có quay cái đường đi vô. Thì đây là cái đường Bình Hòa nè quý anh chị. Từ đây ra Nguyễn Tất Thành là khoảng 500m. Còn cái đường này là đường Thái Khang nha. Đường này đường Thái Khang nè. Đường Thái Khang này hiện trạng là 10m và sắp tới sẽ được quy hoạch mở rộng là 22m. Đó, từ đường này mình đi ra Nguyễn Tất Thành đi khoảng 800m nha quý anh chị. Đó. Còn đường Thái Bình Hòa này là đường này sẽ được quy hoạch mở rộng 16m, hiện trạng cũng 10m. Đó, chỗ này đang có mấy cái nhà ta đang xây. Bây giờ em sẽ quay giới thiệu cho quý anh chị mình một cái lô đất mặt tiền đường Bình Hòa nha. Mặt tiền đường Bình Hòa nối dài. Đó, mình sẽ chạy lên cái đường này. Cái vị trí đất rất là cao ráo, không lo ngập nước, cho nên là quý anh chị mình có thể vừa là mua đầu tư hoặc là mình mua mình ở mình định cư lâu dài cũng rất là ok. Và đặc biệt là mặt tiền đường này cho nên là kinh doanh tương lai mình kinh doanh buôn bán cũng rất là tốt. Đây, khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị. Chỗ này cũng có con đường quy hoạch nè quý anh chị. Đường này là quy hoạch cũng 22m á. Dự kiến là con đường nó sẽ làm khoảng 2 năm nữa là con đường nó sẽ làm. Đây là cái miếng đất em muốn giới thiệu cho quý chị đây. Cái miếng này nha quý chị. Đó, cái miếng 352m² là cái miếng này nè. Ngang 8m, sâu 44m. Hiện tại là đất trồng cây lâu năm nha quý chị. Nhưng mà chỗ này là phù hợp đất ở. Cho nên là chỗ này mình có thể xin giấy để mình đăng ký lên chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư nha quý anh chị. Thì chỗ này lên thổ cư tầm 450.000 cho đến 550.000 một mét vuông à. Xung quanh này người ta ở rất là đông nè quý anh chị. Chỗ kia là con đường quy hoạch 22m, cách đây khoảng 100m thôi. Cái này khu dân cư ở rất là nhiều. Con đường này rộng khoảng 5m rưỡi nha quý anh chị. Ô tô quay đầu thoải mái. Chỗ này mình vừa đầu tư vừa mua ở rất ok. Bởi vì giá cực kỳ rẻ luôn. Chủ không có tiền để chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở cho nên là mới bán giá rẻ nha quý anh chị. Hiện tại đất trồng cây lâu năm thôi. Móc từ cái mép nhà này nè. Đó, đi qua đây là 8m nha quý anh chị. Đó, và vô trong là 44m. Đất hay đất sạch. Quy hoạch đất ở. Chỗ này mình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên là mình đã lời rồi, mình bán lại cũng rất là có giá rồi. Cái mặt đường này người ta bán cũng phải là 90 triệu một mét vuông đất thổ cư nha quý anh chị. Đó. Miếng này thì chủ chị đang cần tiền cho nên bán với giá chỉ có 4 triệu mét vuông thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Xung quanh đây người ta bán toàn là 6 7 triệu một mét vuông là nóc nông nghiệp không à, 5 6 triệu, 7 8 triệu một mét. Riêng đô này là 4 triệu à. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Số Zalo của em là 0353687732. Đó, thì quý chị kết bạn với em thì em sẽ gửi cho quý anh chị mình sổ hồng lô này và vị trí cho quý anh chị mình xem nha. Em cảm ơn quý anh chị ạ. Và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo của em nha.